Nếu như các bạn đang tìm một thiết bị nhỏ gọn, dễ dàng để mang đi du lịch nhưng mà chất lượng hình ảnh thì vẫn phải tốt, vậy thì câu trả lời ở đây là gì? Và sau một tuần sử dụng chiếc Osmo Pocket 2 này thì mình xin recommend cho anh em, và đặc biệt là những anh em vlogger. Và tất nhiên rồi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cảm nhận cũng như là trải nghiệm của mình về chiếc Osmo Pocket 2 này nhá. Và hiện tại thì Tokyo Camera đang có chương trình mua Osmo Pocket 2 với giá 0 đồng. Và chi tiết về chương trình thì mình sẽ để ở phần mô tả cho các bạn. Thì đúng như cái phần ngoại hình của nó, nhỏ nhưng mà có võ. Khi mà mình đi du lịch hay là mình đi quay những cái vlog đời sống thì cái sự lựa chọn đầu tiên của mình đó chính là chiếc Osmo Pocket 2, bởi vì là mình có thể dễ dàng bỏ ba lô mà nó không tốn quá nhiều diện tích. Và thêm vào đó nữa thì khi mà các bạn đi ra ngoài, chúng ta cũng không thể mang quá nhiều đồ đạc như là những cái chiếc gimbal khá là lớn. Và với mình thì là một người khá lười, mình không thích mang cái chiếc gimbal điện thoại nó khá là to với mình. Thế cho nên là chiếc Osmo Pocket 2 này nó hoàn toàn phù hợp với mình. Tóm lại là nó nhỏ và có võ. Về cái phần thứ hai đó là chất lượng hình ảnh thì cảm biến chính ở trên chiếc Osmo Pocket 2 này được sử dụng ống kính là 20mm và có khẩu độ là f1.8, và kèm theo đó nữa là cảm biến được nâng lên kích thước lớn hơn. Điều này thì sẽ làm cho chiếc Osmo Pocket 2 của chúng ta có một cái góc rộng hơn và chúng ta hoàn toàn có thể là thu sáng tốt hơn ở trên chiếc Osmo Pocket 2 này. Và trên thực tế thì mình đã có quay một video ở trong cái điều kiện thời tiết là nó tối và ánh sáng thì khá là phức tạp, thì cái chất lượng hình ảnh mà mình nhận được thì nó vẫn khá là ok và nó chỉ bị hơi no nhẹ một chút mà thôi. Và nếu như mà các bạn quay ở cái điều kiện thời tiết bình thường và ánh sáng nó cũng bình thường và đủ sáng thì chúng ta sẽ nhận được một cái chất lượng hình ảnh nó khá là tốt. Về phần thứ ba đó chính là joystick và mic tích hợp. Thì ở trên chiếc Osmo Pocket 2 này, và năm nay chúng ta đã có một cái joystick nó khá là xịn sò hơn so với năm ngoái. Và với cái chiếc joystick này thì các bạn hoàn toàn có thể là có những cái điều khiển cơ bản ở trên đây, như là chúng ta có thể zoom này và các bạn có thể điều khiển cái trục quay này. Nhưng mà có một cái điểm trừ ở đây, đó chính là chiếc joystick này thì không thể điều khiển được cái màn hình cảm ứng ở trên đây. Mà chúng ta khi mà set up hay là chúng ta có thể chuyển chế độ quay thì các bạn hoàn toàn là phải cảm ứng ở trên cái màn hình này. Đây là một cái điểm trừ khá lớn cho chiếc joystick ở trên Osmo Pocket 2. Còn về phần micro thì ở trên chiếc máy này chúng ta có thể thu âm stereo và mono cũng khá là ok, nó không hề tệ một chút nào cả. Nhưng mà nếu các bạn muốn có một cái chất lượng âm thanh tốt hơn cho video của mình thì mình khuyên các bạn lên lên bản Pro, thì nó sẽ có một cái micro wireless, chúng ta có thể có một chất lượng thu âm tốt hơn. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn mic của chiếc Osmo Pocket 2 này nhá. Đó, các bạn thấy này, mình đang test mic của chiếc Osmo Pocket 2 này. Các bạn hoàn toàn có thể là nghe được tiếng của mình ở trong video này. Đây chính là mic của chiếc Osmo Pocket 2. Đó. Về phần thứ tư là phần mà anh em khá quan tâm, đó chính là chất lượng file và AI editing. Đầu tiên thì mình khá ấn tượng về chất lượng file ở trên chiếc Osmo Pocket 2 này. Nó cho ra một cái chất lượng file nó không hề kém máy ảnh của mình đang quay là mấy. Và kèm theo đó nữa, chúng ta có thể quay video là 4K 60 frame. Nó ăn đứt cái con 6300 của mình, chỉ quay được 4K 30 frame mà thôi. Ngoài ra thì còn có chế độ slow motion 8x và time lapse motion cũng khá là ngon cho anh em. Và mình sẽ để cho anh em một cái video đây để anh em có thể là tự đánh giá về chất lượng của chiếc Osmo Pocket 2 này.
các bạn còn có một cái chế độ, đó chính là Daylight Cine. Chúng ta hoàn toàn có thể là tinh chỉnh màu ở trên cái chế độ này và nó sẽ cho chiếc phim có màu tốt hơn. Về photo thì khi mà các bạn chụp ảnh tĩnh ấy, thì chúng ta sẽ có một độ phân giải là 64 megapixel, còn khi mà chụp thường thì sẽ là 16 megapixel. Chất lượng hình ảnh thì mình sẽ để đây để cho anh em tự đánh giá nhé. Ngoài ra thì còn một cái điểm nữa, nó liên quan đến editing. Thì cái AI của app nó sẽ tự động biên tập video cho anh em để mà anh em có thể là sắp xếp dễ dàng hơn. Và cái phần cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho anh em ở đây, đó chính là pin của chiếc Osmo Pocket 2. Nếu như mà so sánh với một chiếc GoPro thì pin của chiếc Osmo này nó thực sự tốt, bởi vì là cái thời lượng tụt pin của nó không nhanh như một chiếc GoPro. Và đâu đó khi mình quay timelapse khoảng 1 tiếng thì nó sẽ mất khoảng từ 15-20%. Còn nếu như mà mình sử dụng cả ngày ấy, thì nó sẽ mất khoảng 70%. Và khi mà anh em sạc lại thì chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Và đây là một cái điểm nâng cấp khá đáng giá mà Osmo không nhắc đến trong lần nâng cấp của phiên bản này. Và đó là trải nghiệm cũng như là chia sẻ của mình về chiếc Osmo Pocket 2 này. Thực sự đây là một con máy rất là tốt. Và nếu như các bạn cũng đang quan tâm sản phẩm này thì mình sẽ để link mua hàng ở phía dưới cho các bạn. Đừng quên like và subscribe cho channel của Tokyo Camera. Chào các bạn.